Để được phép lưu thông các mặt hàng này tại EU, các doanh nghiệp nhập khẩu cần phải đảm bảo sản phẩm là hợp pháp và không gây mất rừng và suy thoái rừng với thời điểm mất rừng tính từ 30 tháng 12 năm 2020 trở về sau. Theo đánh giá từ các chuyên gia, nhìn chung ba ngành hàng này của Việt Nam ít có nguy cơ bị xếp vào nhóm rủi ro do diện tích sản xuất ba mặt hàng đã ổn định từ trước 2020. Hiện chính phủ Việt Nam đang thực hiện chính sách đóng cửa rừng tự nhiên, các diện tích mới chuyển đổi từ các diện tích rừng tự nhiên sang rừng trồng cà phê cao su chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.